ai trong chúng ta chắc chắn là cũng sẽ trải qua một cái khoảng thời gian mà chúng ta cảm thấy mất hết cảm hứng, mất hết động lực học tập, làm việc. Cả chúng ta đã thử rất là nhiều cách mà chúng ta xem được trên mạng giống mình đó. Mình thử nghe nhạc này, rồi mình thử để những cái tấm hình mục tiêu gì đó đó, mình để ở gần cái chỗ mà mình có thể nhìn thấy nhất, vân vân. Mình đã thử rất là nhiều cách nhưng mà mình cũng không thành công cho lắm. Nó chỉ thành công ở giai đoạn đầu và đến cái giai đoạn sau đó. Tức là cái giai đoạn mà bắt đầu hừng hực khí thế thì rất là kiểu cảm thấy nó có hiệu quả. Nhưng mà sau đấy đến khi mà bắt tay vào thì mình lại cảm thấy nó cứ sao sao ấy. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tôi Là Bùi. Và ngày hôm nay, trong clip lần này, mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái tips nhỏ nhỏ mà mình đã áp dụng để có thể tự tạo cảm hứng, tự tạo động lực học tập, làm việc cho bản thân. Các bạn biết đấy, người tích cực nhất cũng đôi khi cảm thấy tiêu cực. Và người tích cực đến mấy hay là dạt dào năng lượng đến mấy thì cũng không thể tránh khỏi những cái lúc mà cái cảm hứng làm việc, cái cảm hứng học tập tự dưng nó đi xuống. Mình thì là một người khá là kiểu giàu năng lượng ấy, cũng có thể coi là tương đối tích cực đó. Nhưng mà mình, đó, như mình đã chia sẻ là mình cũng không thể tránh khỏi những cái lúc mà mình tụt hết cả cảm hứng, không thể làm được một cái gì, không thể học, không thể viết được một cái gì cả. Và có lẽ là mình cũng đã từng giống các bạn, hoặc là các bạn cũng đã từng giống mình, là chúng ta đi tìm ở trên mạng những cái cách để tự tạo cảm hứng làm việc, rồi cũng thử áp dụng, nhưng mà mình không biết là các bạn áp dụng có hiệu quả không. Nhưng mà mình thì nó rất là hiệu quả, nhưng chỉ ở giai đoạn đầu, tức là khi mà chúng ta đang chán nản nhá, xong rồi chúng ta lên mạng chúng ta tìm, và chúng ta tìm được ra một cái kinh nghiệm ôi hay quá là hay ấy, ù là trời hay ấy. Đấy, xong rồi chúng ta áp dụng thử, và nó chỉ hiệu quả ở cái giai đoạn mà chúng ta vừa mới áp dụng đó, tức là chúng ta vẫn chưa bắt tay vào việc, chúng ta mới thực hiện cái tips đó thôi. Cái lúc mà mình chưa bắt tay vào công việc đó thì mình cảm thấy, mình nghĩ rằng nó rất là hiệu quả và mình thử làm, nhưng mà sau khi bắt tay vào công việc rồi thì mình chả thấy nó hiệu quả gì cả. Và mình đã phải tự thử, tự lôi bản thân ra làm chuột thí nghiệm để tự nghiên cứu, tự tìm tòi những cái tips khác mà phù hợp với bản thân. Vì thế nên là trong clip này, sau khi mà đã áp dụng hiệu quả trong suốt cái kỳ 2 của năm nhất vừa rồi và chuẩn bị bước sang năm 2, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái tips đó. Mong là mọi người có thể áp dụng hiệu quả như mình nhá. Đầu tiên, để có thể tự tạo cảm hứng cho bản thân, tự tiếp cho bản thân một cái nguồn năng lượng thật là dạt dào để làm việc và học tập, thì mình sẽ dọn nhà hoặc là dọn bàn làm việc. Ít nhất cũng phải dọn bàn làm việc. Tại vì khi mà mình dọn dẹp đó, mình sẽ có một cái khoảng thời gian như là để cho não nghỉ và chân tay hoạt động. Trong cái lúc mà mình dọn bàn này, hoặc là mình dọn phòng, mình dọn giá sách, thì tay chân mình làm việc và đầu mình lúc đó, đó sẽ tranh thủ sắp xếp lại những công việc mà mình cần làm, sắp xếp lại những cái mục tiêu mà mình cần đạt được, mục tiêu gần, mục tiêu xa, mình sẽ phải làm gì, mình sẽ phải hoàn thành những cái gì ở trong ngày hôm nay. Và sau khi mà mình dọn xong đó, mình dọn xong phòng, mình dọn xong giá sách, mình dọn xong bàn làm việc, thì trong đầu mình đó đã mường tượng được ra là mình phải làm gì. Và mình cũng không biết tại sao nha, nhưng mà cái cách này rất là hiệu quả, gần như là hiệu quả nhất với mình. Hiệu quả hơn cả việc mà hiệu quả hơn cả cái kinh nghiệm mà mình đọc được trên mạng. Đó là để cái mục tiêu mà chúng ta có thể nhìn thấy, để cái mục tiêu mà chúng ta muốn đạt được ở nơi mà chúng ta dễ nhìn thấy và nhìn thấy nhiều nhất. Cái cách dọn dẹp của mình đó, mình thấy với mình nó còn hiệu quả hơn ở cái việc kia. Tại vì là ta chỉ để mục tiêu ở cái nơi mà ta nhìn thấy, nhưng mà ta lại không có cái sự chủ động ở trong đó, ở từ bên trong ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ không được ok cho lắm ấy. Tại vì là nếu như mà chỉ dán cái mục tiêu ở đó thôi, chúng ta đi qua, chúng ta đi lại, chúng ta nhìn thấy nó, thì nó sẽ nhắc nhở chúng ta thật đấy, nhưng mà nó cũng chỉ dừng ở việc nhắc nhở thôi. Mình biết là đôi khi trong học tập, trong công việc thì vẫn phải có một cái gì đó áp lực để nó thúc chúng ta lên, nhưng mà cái tờ nhắc nhở nó như một cái biển cảnh báo đó, nó dán ở đó, chúng ta có thể chọn cách quay mặt đi không nhìn. Thế cho nên là muốn tự tạo cảm hứng thì chúng ta phải chủ động đứng dậy, chúng ta phải hoạt động, chúng ta phải làm một cái gì đó, chí ít chúng ta phải làm một cái gì đó để cho bắt đầu não nó có thời gian, nó hoạt động dần dần, chứ không chỉ là dán một cái mảnh giấy lên.
Đó, theo cá nhân mình thì thay vì chúng ta dán tùm lum tà la khắp phòng thì chúng ta có thể thử dọn dẹp phòng, dọn dẹp bàn làm việc, dọn dẹp giá sách, dọn dẹp bất cứ thứ gì để cho tay chân chúng ta hoạt động và cái đầu của chúng ta có thời gian để bắt đầu sắp xếp các công việc, sắp xếp công việc, sắp xếp công việc. Tip thứ hai mà mình muốn chia sẻ đấy là chúng ta có thể lập ra một cái bảng kế hoạch cho cá nhân, một cái bảng kế hoạch chi tiết hoặc là một cái thời khóa biểu nếu như là chúng ta vẫn còn đang đi học. Như mọi người đã biết thì mình là sinh viên năm nhất và sang tuần sau thì mình sẽ trở thành một sinh viên năm 2. Và sau cả một cái năm học đầu tiên trên đại học, sau một cái quãng thời gian mình phải làm quen với cả nhịp sống đại học rồi nhịp học đại học đó, thì mình đã rút ra được rất là nhiều bài học sâu sắc. Và một trong những bài học sâu sắc đó chính là phải có thời khóa biểu và phải có bảng kế hoạch cá nhân. Nếu không thì sẽ bị rơi rụng rất là nhiều việc. Mình là một đứa đã từng rơi rụng rất nhiều việc, rụng như sung luôn. Tại vì mình quên và mình lười lập bảng kế hoạch cá nhân. Vì thế nên là trước khi sang năm 2, mình đã lập ra một cái bảng kế hoạch cá nhân và một cái thời khóa biểu. Và bây giờ mình sẽ show cho các bạn cái thời khóa biểu của mình nhá. Đây là cái thời khóa biểu của mình này các bạn. Mình đã dán ở cái góc bảng, tức là cái nơi mà mình ngồi học xong rồi mình quay ra một phát là mình nhìn thấy nó luôn đó. Thì đây là thời khóa biểu của mình. Mình sẽ viết chi tiết là giờ học và những cái ngày thứ mấy thì mình học môn nào. Rồi sau đó mình bổ sung thêm một số cái sticker cho nó cute. Đó. Cái thời khóa biểu đó thì mọi người có thể lên mạng tìm các cái mẫu xinh xinh đẹp đẹp, mọi người in ra rồi mọi người điền vào, hoặc là mọi người tự vẽ giống mình. Tại vì mình rất là lười in nên là mình quyết định tự vẽ và mình dán nó ở đây, mình ghim nó lên đây để mình có thể tiện theo dõi. Còn bảng kế hoạch cá nhân thì mình lưu ở trong máy tính. Tip thứ 3 là một cái cực kỳ quan trọng, có thể gọi là quan trọng nhất và nó quyết định luôn kết quả công việc của các bạn luôn ý. Đấy chính là tránh xa những nguồn tin tiêu cực, tránh xa những người tích cực, tránh xa những người tiêu cực ra. Tại vì sao? Mọi người ơi, mọi người cứ thử tưởng tượng mà xem, khi mà chúng ta đang chuẩn bị làm một cái việc gì đó, chúng ta chuẩn bị kiểu hừng hực khí thế đó, chúng ta quyết tâm là ồ tôi sẽ được A cộng, ồ tôi sẽ được B, tôi sẽ được C, tôi sẽ qua môn, tôi sẽ đạt giải này, giải kia ở các cuộc thi A, cuộc thi B. Nhưng có một người ở bên cạnh chúng ta và bảo chúng ta không làm được đâu, còn lâu mới làm được, làm sao mà làm được, làm thế thì làm sao mà làm được. Đó, những cái người như thế đó có hai kiểu. Một là đúng thật là họ thấy cái việc của chúng ta là vượt quá cái giới hạn, vượt quá khả năng của chúng ta và là vô lý. Kiểu thứ hai là kiểu người ta không làm được thì người ta bảo chúng ta cũng không làm được. Mình đã từng xem một bộ phim. Bộ phim đó có một người bố ăn nói với một người con trai của ông ấy là đừng có để cho ai nói với con là con không làm được một việc nào đó, kể cả bố. Và con có một ước mơ và con phải bảo vệ nó. Vì thế cho nên là mọi người hãy tránh xa những cái nguồn tin tiêu cực ra và những người tiêu cực, những cái lời nói tiêu cực ra nhá. Tại vì cái sự tiêu cực đó có thể là một cái thách thức trực tiếp, một cái rào cản trực tiếp để bạn có thể vươn tới mục tiêu của bạn. Tip thứ tư, đấy là mọi người nên thưởng cho bản thân một cái gì đó khi mà bản thân đã đạt được một trong những mục tiêu đề ra ở trong cái bản kế hoạch cá nhân đó. Mình thì mình thích thưởng cho bản thân đôi khi là một cốc trà sữa. Nhưng mà bây giờ đang đóng cửa hết nên là mình hay thưởng cho bản thân một hôm ngủ nướng, một bộ phim hay, rồi một gói bim bim, hoặc là thưởng cho bản thân một hôm không tập thể dục. Rồi có thể là đặt một cái gì đó trên Shopee và chờ đợi trong niềm hạnh phúc. Tự mình thấy thì cái cách này là một cái cách rất là hiệu quả. Tại vì là thứ nhất là chúng ta không thể đợi ai thưởng cho bản thân khi mà bản thân tự đạt được mục tiêu của mình được. Bố mẹ mình không thưởng cho mình khi mà mình đạt được những cái mục tiêu nhỏ nhỏ ở trong bản kế hoạch cá nhân. Thế nên là cái việc tự thưởng đó nó có ý nghĩa rất là lớn ý. Thứ nhất là nó khẳng định được là mình đã có đủ khả năng để chi trả, để mua sắm những cái đồ cho bản thân. Thứ hai là nó tạo động lực cho bản thân, tạo ra một cái động lực rất là lớn để chúng ta có thể đạt được những mục tiêu tiếp theo. Đấy là khi mà chúng ta đạt được những mục tiêu tiếp theo thì chúng ta sẽ lại được thưởng như thế này.
tip cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đến mọi người. Đấy là khi mà mất cảm hứng để học tập, làm việc thì hãy tìm đến người khác có thể giúp đỡ mình. Ví dụ như là mình thì mình thường tìm đến mẹ mình để mẹ mình có thể cho mình những cái lời khuyên. Mẹ mình sẽ bảo mình là nên làm thế này, nên làm thế kia, hoặc là hãy thử làm những cái này xem để tìm lại cảm hứng xem. Tại vì là mặc dù mẹ mình có thể chưa trải qua những cái gì mà mình trải qua, tuy nhiên thì mẹ mình là người từng trải và mẹ mình đã giao tiếp, đã gặp được rất nhiều người, và mẹ mình có thể có một cái tầm nhìn xa hơn mình, rộng hơn mình, và mẹ mình đưa cho mình những cái lời khuyên rất là hữu ích. Hay là mình sẽ tìm đến bạn đại học, bạn cấp 3, đặc biệt là bạn cấp 3, mình rất là hay tìm đến bạn cấp 3 khi mà mình cảm thấy mất hết cảm hứng và công việc. Tại vì mình có những người bạn cấp 3 rất là tuyệt vời, rất là giỏi. Những cái đứa bạn của mình nó không chỉ giỏi mà chúng nó còn có một cái sự quyết tâm rất là lớn. Và mình cảm thấy rất là may mắn khi mà quen được những người bạn cấp 3 của mình. Đừng ngại tìm đến sự trợ giúp của những người khác khi mà chúng ta mất cảm hứng học tập, làm việc. Tại vì mình đã chia sẻ rồi đấy, có thể họ không thể cho bạn lời khuyên, nhưng họ sẽ lắng nghe bạn để bạn có cơ hội tự nhìn lại bản thân, tự nhìn lại câu chuyện của mình và suy nghĩ thông suốt hơn để tìm ra một niềm cảm hứng mới. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Mình mong là những cái tips mà mình chia sẻ trên đây sẽ có phần nào đó hiệu quả, giúp bạn tìm lại được cảm hứng làm việc và bắt đầu một học kỳ mới, một công việc mới thật suôn sẻ và thành công. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.